chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Choáng, lời tiên tri của Đức Phật thời mạt Pháp, Thích Minh Tuệ có phải vị Phật sống châu Á, lộ rõ thế lực con cháu ma vương quấy nhiễu, triệu người dân sẽ vượt qua khổ ải thế nào? Cách đây hơn 2600 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dự ngôn rằng sau khi Ngài ly thế cũng chính là vào thời kỳ mạt Pháp thì Phật Pháp mà Ngài truyền sẽ bị phá hư và diệt vong, và trong thời kỳ mạt Pháp sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả làm thiện tri thức đưa chúng sinh lầm đường lạc lối. Khi Đức Phật còn tại thế, Ma Vương từng có lời nguyền rằng sau khi ông diệt độ, người nào dám làm theo những việc như ông đều là nhóm chống đối với ta. Ta quyết chí triệt phá họ cho bằng được, ta sẽ sai khiến người có chức có quyền trong đạo của ông phụ giúp ta triệt phá người này. Thưa quý vị, câu chuyện về sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về sư. Theo đó là rất nhiều ý kiến quan điểm khác nhau, kính phục ngưỡng mộ có, lời ra ý vào cũng có. Điều mà nhiều người quan tâm chú ý hơn là cả những chia sẻ về việc thực hành chi giới của thầy. Họ nhận ra thầy Minh Tuệ đọc nhiều, hiểu rõ về kinh Nikaya và hành y theo những lời Phật dạy, từ đó có nhận định rằng đây là một bậc chân tu. Người ta nhầm lẫn khổ hạnh đầu đà là cách tu khổ hạnh trong 6 năm đầu của Đức Phật đi cầu đạo. Cái khổ hạnh ấy khiến cơ thể phải chịu nhiều đau đớn có nguồn gốc từ Bà La Môn. Như vậy khổ hạnh đầu đà nghĩa là nó là tiền thân của con đường trung đạo và vẫn gần với nó nhất. Nhiều người lại cho rằng tu hành quan trọng ở trí tuệ chứ không phải làm khổ cái than, nhưng họ nhầm lẫn giữa trí tuệ thế gian và trí tuệ Phật. Trí tuệ thế gian là khả năng nhận thức của con người có từ di truyền và học hành, trong khi trí tuệ Phật chỉ được khai mở khi người tu biết nghiêm trì giới luật. Có giới mới có định mới sinh ra tuệ, cho nên Đức Phật nói ở đâu có giới hạnh ở đó có trí tuệ và ngược lại. Thực hành đầu đà cốt lõi là để chấm dứt mọi phiền não trên đời, vì ở pháp hành này giúp hành giả có thể hộ trì các căn, không bị chi phối bởi hoàn cảnh, dần đoạn triệt với tham sân si. Đó là lý do vì sao người tu chỉ ăn ngày một bữa, giảm cái tham ăn, ngủ ngồi giảm cái tham ngủ, vì nằm sẽ dễ bị ngủ say và ly bì. Mặc ba y thực chất là một bộ nhu cầu tối thiểu, giảm sự lệ thuộc, tham ái vào y phục. Một số người lại chỉ trích, hạnh đầu đà sao không sống độc cư ở trong rừng mà cứ đi lang thang khắp cả nước làm gì? Thưa rằng thời nay tìm rừng ở Việt Nam như thời Đức Phật tại thế là không thể. Thầy cũng đã từng có thời gian ẩn tu ở trên núi Sạn, vậy tại sao thầy quyết định lựa chọn cách bộ hành đi khắp đất nước? Thầy Minh Tuệ trả lời đó là đi tập học và rèn luyện sức khỏe. Thực ra nếu hiểu sâu thì thầy đang thực hành đúng theo chính pháp của Như Lai, vì đi như vậy là cách để thầy chính niệm thân thọ tâm pháp. Vì phải sống trong khổ biết khổ, chứng niệm khổ thì mới hiểu rõ nguyên nhân của khổ, khi đó khổ sẽ tự chấm dứt chứ không phải mong thoát khổ để được an lạc. Trên bước đường của thầy Minh Tuệ, nếu thầy bị cám dỗ bởi vật chất, tiền bạc, sắc đẹp tức là gọi tham đã khởi lên, hay cảm thấy bị phiền toái khi người khác vây quanh quấy nhiễu tức là cái sân đã nổi lên. Do đó nếu chỉ ẩn tu chưa chắc đã chế ngự được tâm khi đứng trước những xúc chạm của thế tục nhân gian. Thầy như một tấm gương chiếu yêu có thể làm lộ ra chân tướng của một số sảm tang, thầy đã khiến nhiều người đang mê lạc vào tà đạo thức tình trở về với ánh sáng của chính pháp. Thầy đã khiến nhiều người vẫn còn giữ được niềm tin vào Phật giáo, và ngay cả những tín đồ tôn giáo khác cũng có cái nhìn thiện cảm và mến mộ đạo Phật. Thầy đã khiến nhiều người tự soi xét lại mình và giảm bớt tham sân si trong cuộc sống. Thậm chí không ít người còn buông bỏ tất cả mà xuất gia theo bước của chân sư. Và theo một nghĩa nào đó, thầy đã khiến cho tình người gần gũi hơn và xã hội hòa ái hơn. Vậy nếu cả xã hội này ai mà cũng có được cái tâm bao dung thân thiện như thầy thì khi đó nhiều người tin chắc xã hội không chỉ có ăn có mặc mà còn có một đời sống an lạc hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng tiếc thay làm như thầy thì không có mấy người làm được đâu. Lại có người thắc mắc vì sao khi thầy đi cầu đạo mà lại xưng là con không xưng thầy với người khác. Thứ nhất, thầy đã chọn con đường buông xả, không còn việc phải buộc tu tập ở chùa cũ và cũng không nhận mình là sư là thầy của ai cả. Cốt để khỏi ảnh hưởng đến bất cứ ai và không bị phiền hà về chuyện giấy tờ tu sĩ. Thứ hai, việc tự xưng thầy của các nhà sư với Phật tử ngày nay chỉ là thói quen trong giao tiếp, không có sự ràng buộc nào. Suy cho cùng đó là văn hóa ứng xử tôn ti và quy ước xưng hô trong ngôn ngữ của người Việt, chứ nếu ở tiếng Anh thì cũng chỉ là y và yêu, hay tiếng Trung là vkfu và nỉ mà thôi. Ở một số cao tăng họ vẫn xưng bằng tôi hoặc pháp danh khi giảng pháp, còn thầy Minh Tuệ xưng con với tất cả đại chúng. Hiểu sâu hơn thì ông đang thực hành phá chấp ngã, tức là ông không quan niệm mình là thầy, bỏ qua cái tôi mà khiêm hạ với mọi người. Rõ ràng đây chính là tinh thần vô ngã. Hiện tại trên bước đường đi tu, thầy đi đến đâu thì dân chúng cũng kéo theo hàng trăm đến hàng ngàn người, và trong đó có không ít YouTuber, TikToker và Facebooker. Điều đó khiến nhiều người lo lắng vì vấn đề an ninh hay sự phiền nhiễu cho việc tu tập của sư. Thực ra theo nhiều người thì trên đời này cái gì cũng có hai mặt, chúng ta có thể trách cứ, lớn tiếng những người làm kênh mạng xã hội, nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực của họ.
Vì nếu không có họ thì làm sao tạo ra những hiệu ứng tốt đẹp lan tỏa về một bậc chân tu, và với thời đại này cũng cần nhìn nhận về việc Hoàng Dương chính pháp phổ độ chúng sinh. Chia sẻ những điều tốt đẹp sẽ rất hữu hiệu khi có sự hỗ trợ của truyền thông và mạng xã hội. Nếu không thì làm sao Phật tử Việt Nam biết đến những bài giảng của sư Pháp Hòa hay sư Tịnh Không và những bậc cao tăng khác nữa. Mặt khác, sự tu tập của họ cũng là một phép thử để thầy Minh Tuệ thực hành và chế ngự được tâm. Khi được nhiều người chú ý, sùng bái, vái lạy, nếu sư khởi lên cái tâm mình là quan trọng, là trung tâm, là ngôi sao thì ngay lập tức sư rơi vào chấp ngã, ngã mạn tâm tham ái cầu danh. Nếu họ vây quanh khiến sư không có thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt mà tỏ ra khó chịu nổi giận, tức là tâm sân đã sinh khởi. Cho nên những tình huống này là một phép thử cực đại trên bước đường chi giới và chính niệm. Theo quan sát, dù đi bộ cực khổ đến đâu nhưng lúc nào trên mặt thầy cũng an nhiên và luôn nở nụ cười, có lẽ thầy đã đạt đến trạng thái tịnh mịch. Hay nhiều người dân tỏ lòng thương xót cho thầy sỉ sụp khóc lóc vì chứng kiến cảnh thầy đầu trần chân đất dãi nắng dầm mưa. Sự dung cảm này có thể hiểu được, nhưng đó là chúng ta lấy suy nghĩ và đôi mắt của người thế tục. Lựa chọn con đường khổ hạnh ấy khiến thầy cảm thấy được lạc thọ nội tâm, và những trở ngại đó giúp thầy đến gần hơn với giác ngộ. Lại có người lo cho thầy vì những tai họa có thể ập đến bởi những thế lực đen tối. Xin cũng đừng lo, khi đã chọn con đường này thì phải là một bậc đại dũng, chả phải thầy cũng từng nói còn cho con sống thì còn tu tiếp đó sao? Đây là tinh thần vô ý khi thầy đã thấu triệt vô thường vô ngã. Điều mà ta nên quan tâm là liệu thầy có thực sự đã đạt được tâm thái đó hay chưa? Nếu đã đạt thì Niết Bàn cũng không còn xa nữa. Vậy tất cả nên hoan hỉ đi thôi. Phỏng đoán tất nhiên đến một giai đoạn nào đó, có thể là sau khi chứng nghiệm khổ rèn được thân tâm, thầy Minh Tuệ sẽ ẩn tu, vì để đạt được giác ngộ khi giới hạnh đã đầy đủ cần phải thiền để nhập định. Khi đã chọn đời sống phạm hạnh, sống xả ly không gia đình, ngủ nghĩa địa thì trở ngại lớn nhất là gia đình, người thân mà thầy còn vượt qua được thì có xá gì đâu. Tất nhiên khi tán thán về pháp hành của sư Minh Tuệ thì không đồng nghĩa với việc hạ thấp các pháp tu khác ở những bậc chân tu trên đất nước này. Mỗi người có một căn cơ, một hạnh nguyện khác nhau nên không thể ai ai cũng phải giống nhau. Mỗi cá nhân có mặt ở trên thế gian này là để hoàn thành một sứ mệnh của riêng mình. Ngoài việc tu tập cho cá nhân, còn có những người tu hành thuộc Phật giáo và các tôn giáo khác hoạt động trong vai trò tôn giáo phụng sự quần sinh. Đó cũng là một cách tu hành để xây dựng tôn giáo tốt đẹp và xã hội tốt đẹp. Vì sao nhà sư thì phải cạo trọc đầu, còn với Phật tổ thì lại không? Hóa ra câu trả lời là đây, thắc mắc của triệu người được giải đáp. Thưa quý vị, các bức tượng tranh vẽ Đức Phật đều cho thấy Ngài để tóc với các lọn xoắn ốc, trong khi những người xuất gia khác đều cạo sạch. Vì sao? Đây là thắc mắc của nhiều người, bởi một điều ai cũng biết là người xuất gia tu Phật đều xuống tóc như một biểu hiện của việc lìa bỏ đời sống thế tục. Liệu Đức Phật có phải là ngoại lệ? Trước tiên chúng ta cần hiểu về cuộc đời Đức Phật trước đã. Được biết, lần xuống tóc đầu tiên của Đức Phật là khi Ngài từ bỏ thân phận Thái tử, rời Hoàng Cung và Kinh Thành Ca Tỳ La Vệ để lên đường tìm đạo giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau. Các kinh điển đều cho biết, ra khỏi kinh thành, Ngài dùng gươm cạo sạch râu tóc của mình giao cho người hầu, dặn đưa về trình đức vua, nói rằng Thái tử không qua đời mà chỉ lên đường đi tìm chân lý, sẽ có ngày trở về. Trước khi chứng ngộ, Đức Phật từng tu theo pháp môn khác nhưng không tìm thấy con đường giải thoát. Trong 6 năm tu theo lối khổ hạnh, Ngài không cạo tóc vì hoàn toàn không bận tâm đến thân thể mình. Sau đó khi đã chứng đạo, Ngài thu nhận đệ tử, truyền dạy đạo pháp, đặt ra lệ người xuất gia mỗi tháng 2 lần cạo đầu và bản thân Ngài luôn tuân thủ. Cạo bỏ râu tóc làm bậc Sa Môn chính là lời Phật dạy. Kinh sách cũng ghi lại lời Ngài dạy các tu sĩ rằng mỗi ngày và ít nhất nửa tháng hãy sờ lên đầu mình để nhận thức rõ mình không còn tóc, để tự trăn mình rằng đã là người xuất gia, đã từ bỏ những thứ thuộc về đời sống phàm tục để quyết tâm sống đời đạo hạnh cao thượng, tìm hạnh phúc chân chính. Nhiều điển tích được ghi lại trong kinh sách cho thấy quả thật Đức Phật vẫn luôn cạo tóc. Chẳng hạn, nhiều đạo sĩ Bà La Môn thường gọi Đức Phật là Sa Môn đầu trọc để phân biệt với các vị Sa Môn tu theo những giáo pháp khác. Trong kinh Sanadatta, kinh Trường Bộ, đạo sĩ Bà La Môn Sanadatta mô tả Đức Phật: Sa Môn Gautama cạo bỏ râu tóc, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một bằng chứng khác trong kinh điển Phật giáo là chuyện Ubali, người thợ cắt tóc của Hoàng Cung. Sau khi thành đạo, Phật trở về thăm và độ cho gia quyến. Trong thời gian này có gọi Ubali đến cạo đầu cho mình. Trong lúc làm việc, Ubali được Phật độ hóa nên đã lần lượt nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi tứ thiền. Sau này, khi các vương tôn trong hoàng tộc Thích Ca rủ nhau xuất gia, Ubali cũng xin đi theo, trở thành một trong những vị tôn giả đáng kính trong tăng đoàn. Vì sao tượng Phật luôn có tóc? Việc Đức Phật cạo đầu như những người xuất gia theo Ngài là điều được khẳng định trong kinh sách. Vậy tại sao tranh, tượng thường thể hiện Ngài với mái tóc rất dày, gồm những lọn hình xoắn ốc? Thực tế, các nhà khảo cổ không hề tìm thấy hình tượng nào của Đức Phật được tạo ra trong khoảng 500-600 năm khi Ngài thành đạo.
những hiện vật về Phật giáo được tìm thấy chỉ là những vật mang tính biểu tượng như cây bồ đề, bánh xe Pháp. Phải đến thế kỷ đầu công nguyên, người ta mới bắt đầu tạc tượng Phật, trong đó hai trung tâm tạc tượng nổi tiếng là Mathura, Ấn Độ và Gandhara, Pakistan, không hề có tượng hay ảnh mẫu để vẽ theo. Họ thể hiện hình ảnh Phật theo mô tả trong sách vở về 32 tướng tốt của Ngài, trong đó có hai điểm liên quan đến đầu tóc, nhục kế nổi cao và tóc xoăn cuộn theo chiều bên phải. Theo từ điển Phật học Huệ Quang, trên đỉnh đầu của Phật nổi cao lên như búi tóc. Một số kinh sách như kinh Brahmayu, kinh tướng, ghi nhận tướng tốt nhô lên trên đầu đỉnh Phật, biểu thị trí tuệ. Đặc điểm này có được nhờ công đức tu hành vô lượng tiền kiếp, còn tóc xoăn thành vòng theo chiều bên phải là biểu hiện của sự thông minh. Khi tạc tượng Phật, các nghệ nhân muốn làm nổi bật, nhấn mạnh những tướng tốt của Ngài, trong đó có hai tướng kể trên. Người đời sau cũng theo đó mà tạc tượng, vẽ hình Phật, gây ra hiểu lầm rằng Ngài vẫn để tóc, trong khi toàn bộ tăng ni đều cạo đầu. Kinh thành Ca Tỳ La Vệ, quê hương Đức Phật hiện ở đâu? Thành Ca Tỳ La Vệ Thiên Liêng nằm tại vùng Tilaurakot thuộc biên giới Ấn Độ và Nepal, là quê hương của Đức Phật. Kapilavastu, phiên âm tiếng Việt, Ca Tỳ La Vệ, tiếng Nepal, Pali, Kapilavatthu, trước đây là Tolihawa, là một đô thị và là trung tâm hành chính của tỉnh Kapilavastu, trong khu vực Lumbini, miền nam Nepal. Thành Ca Tỳ La Vệ Thiên Liêng là quê hương của Đức Phật. Di tích thành Ca Tỳ La Vệ Kapilavastu nằm tại vùng Tilaurakot gần biên giới Ấn Độ và Nepal. Nơi đây là một trong những thánh địa liên quan đến một con người vĩ đại ra đời cách đây hơn 2.600 năm. Ca Tỳ La Vệ cách vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh khoảng 25 km. Ca Tỳ La Vệ cũng là nơi Đức Phật đã sống 29 năm đầu tiên trong cuộc đời mình. Về cổ thành Ca Tỳ La Vệ, Đại sư Trần Huyền Trang Trung Quốc, người đã đến đây trong thế kỷ thứ 7, từng miêu tả một cách chi tiết về tác phẩm Đại Đường Tây Vật Ký. Thành Ca Tỳ La Vệ kiến trúc theo lối cổ kính, xây dựng toàn bằng gạch đá quý, bức tường thành vẫn còn và kiến tạo rất kiên cố. Hiện tại chỉ còn 634 phố, nhà lơ thơ và một ít dân chúng đang sống ở đó. Xung quanh có độ 100 tịnh xá bị hư hỏng, gần chỗ này có một ngôi tịnh xá vĩ đại, 30 tu sĩ tiểu thừa và hai ngôi đền của Ba La Môn giáo. Kinh thành Ca Tỳ La Vệ tuy không lớn nhưng rất trù phú. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Mật pháp là gì? Dự ngôn của Đức Phật Thích Ca vào thời này có ứng nghiệm hay không? Cách đây 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dự ngôn. Sau khi Ngài đi thế, cũng chính là vào thời kỳ mật pháp, thì Phật pháp mà Ngài truyền sẽ bị phá hư, diệt vong. Vào trong thời mạt pháp sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả làm thiện tri thức, đưa chúng sinh lầm đường lạc lối. Vậy thời mạt pháp là gì? Ý nghĩa của điều này là như thế nào? Đức Phật có nói gì về thời kỳ này? Ngay sau đây, quý khán thính giả của Đông Tây Kim Cổ hãy cùng lắng nghe để giải khai những thắc mắc trên nhé. Theo ghi chép trong kinh điển Phật giáo, sau khi nhập Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có 500 năm thuộc thời đại chính Pháp. Trong vòng 1.000 năm tiếp theo là thời đại tượng Pháp. Sau khi kết thúc thời đại tượng Pháp là thời đại mạt Pháp. Hiện nay đã trôi qua 2.500 năm kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn và nhiều người cho rằng chúng ta đã vào thời kỳ mạt Pháp. Trong tác phẩm kinh điển của Phật gia, Phật thuyết Pháp Diệt Tận Kinh, còn gọi là Pháp Diệt Tận Kinh, được cho là đã được dịch ra vào thời Lưu Tống, cũng có ghi lại những dự đoán của Đức Phật Thích Ca về quá trình tiêu vong của Phật Pháp. Lúc ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại nước Kushinagara của Ấn Độ cổ có rất nhiều tín đồ và dân chúng đều tụ tập ở xung quanh Ngài. Dù cho tín đồ và chúng sinh chắp tay bái, nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn im lặng không nói gì. Ánh hào quang cũng không xuất hiện. Khi ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni đã ở dưới cội Bồ Đề khai công và truyền Pháp giảng được 49 năm. Các đệ tử của Ngài đã sớm quen với việc nghe Ngài giảng Pháp. Hơn nữa, họ đã quen với Phật Quang hiện hiện ra khi Ngài đang giảng Pháp. Một trong 10 đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni lúc ấy là Tôn giả A Nan, cảm thấy không hiểu nên hướng đến Phật hỏi nguyên do. Lúc đầu, Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn im lặng, không trả lời. Sau 3 lần thỉnh cầu, Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai thị và một phần nội dung những lời của Ngài đã được ghi trong phần Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh. Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói với Tôn giả A Nan và các tín đồ rằng sau khi Ngài ly thế, cũng chính là vào thời kỳ mạt Pháp, mạt kiếp, thì Phật Pháp mà Ngài truyền sẽ bị phá hư, diệt vong.
là một người giác ngộ đại trí đại huệ. Phật Thích Ca Mâu Ni thập phần hiểu rõ vận mệnh pháp mà Ngài truyền giảng. Phật Thích Ca Mâu Ni gọi xã hội nhân loại lúc này gọi là ngũ nghịch trọc thế, ma đạo hưng thịnh. Lúc này ma tác sa môn phôi loạn ngộ đạo, tức là ma quỷ truyền thế xuất gia đến chùa miếu tu hành, phá hoại pháp của Ngài. Lúc ấy sẽ bại hoại đến mức độ nào? Chính là áo cà sa có ngũ sắc sặc sỡ, uống rượu, ăn thịt, sát sinh, tham vị, không có từ tâm, hơn nữa còn có ghen tức, đố kỵ lẫn nhau. Chỉ cầu nhờ cửa Phật mà không tu giới luật. Trong Pháp Diệt Tận Kinh viết đại ý rằng, những ma sư sau khi đã hủy hoại Phật Pháp, tạo nghiệp xong cũng không dụng tâm tu đạo đức. Chùa Chiên lúc này trở thành nơi ở của kẻ buôn, đầu cơ. Thậm chí chùa Chiên hoang phế cũng không có người tu sửa, cuối cùng nhanh chóng bị hủy hoại gần như không còn gì. Chúng sinh chỉ tham tiền tài vật chất, tích lũy để giàu, cũng không tu phúc đức chân chính. Có kẻ còn bắt đầu buôn bán nô tỳ, bắt nô tỳ cày ruộng trồng trọt, sưu cao thuế nặng. Ngoài ra còn đốt phá rừng, làm tổn hại sinh mạng chúng sinh, không còn một chút thiện tính từ bi nào nữa. Đến thời đại này, những người có phẩm hạnh xấu xa trở thành nô lệ cho đồng tiền hoặc nô lệ cho danh lợi, lại xuống tóc đi tu, trở thành sư hoặc ni cô. Họ không những vô đạo đức mà còn dâm dục phóng túng, hành vi hỗn loạn bẩn thỉu. Tăng nhân nam nữ chung sống cùng nhau, không còn lo ngại gì về lễ độ luật pháp. Chính đạo suy yếu đều vì đám sư sãi ma quỷ này. Cũng có những kẻ vì trốn tránh quan trường, truy xét mới nương nhờ cửa Phật cầu nơi dung thân. Họ trở thành thầy tu nhưng không thể giữ được giới luật. Tuy bề ngoài vẫn tụng niệm giới luật nhưng trong lòng chán ngán, buông thả. Cơ bản là không muốn nghe Phật pháp hoặc lược bớt nội dung, không dám nói hết. Thêm nữa, họ không thể học thuộc kinh điển, cho dù thỉnh thoảng có người đọc được nhưng lại không thể hiểu chữ nghĩa và cầu cứu. Bản thân không thông hiểu kinh sách mà không đi tham khảo ý kiến người minh trí, tự cao tự đại, ham danh tiếng mà làm ra những trò hư ngụy, cố ra vẻ tào nhã, tự cho mình vinh quang, trông mong người khác đến cung cấp nuôi dưỡng mình. Ma quỷ đội lốt thầy tu, phá hoại Phật pháp. Khi Đức Phật còn tại thế, Ma Vương từng có lời nguyện rằng: Này ông Cổ Đàm, hôm nay ta thua ông vì ông còn trụ ở thế giới này nên ta không làm gì được ông. Ông nên biết rằng sau khi ông diệt độ, sau này các đệ tử của ông dù là lớn hay nhỏ, tuy là hình thức tu theo ông, chớ việc làm của họ phải làm theo sự điều khiển của ta cả. Ông phải chống mắt mà xem ta sai khiến họ. Ma Vương nói thêm: Còn sau khi ông diệt độ, người nào dám viết lại những lời dạy về Như Lai thanh tịnh thiền của ông đều là kẻ chống đối với ta. Ta quyết chí triệt phá họ cho bằng được. Ta sẽ sai khiến người có chức có quyền trong đạo của ông phụ giúp ta triệt phá người này. Ta cũng báo cho ông Cổ Đàm biết, số người tu theo đạo của ông 1000 người, chưa chắc có một người biết pháp môn thanh tịnh thiền này. Nhưng việc cúng lạy và cầu xin thì là vô số kể. Ông đừng mong đem giáo pháp thiền thanh tịnh này để đưa người sống trong vật chất do ta cai quản, hầu thoát ra khỏi ngoài sự cuốn hút của vật chất được. Ma Vương lại nói thêm: Này ông Cổ Đàm, sau này có rất nhiều người đem pháp môn tu trong vật chất mạo danh thanh tịnh thiền để dụ nhiều người đến nghe để họ kiếm tiền. Những người này cũng là do ta suối bảo cả. Hiện giờ không phải là đang như vậy hay sao? Rất nhiều giới luật đều bị sửa đổi, rất nhiều hòa thượng chia thành các cấp như khoa, sứ, cục, vân vân, lãnh tiền lương, nhận tiền thưởng, duy trì hình thức bề ngoài của Phật giáo như làm công tác, còn có ngày nghỉ, thậm chí ngày lễ thăm bà con thân thích, còn tiền gửi về nhà, thậm chí cưới vợ dưới quê, mua nhà cửa. Tỉnh táo mà suy nghĩ, đó còn là Phật giáo của Phật Thích Ca không? Còn có thể tu hay không? Những hòa thượng ấy còn là thật sự xuất gia hay không? Đó chẳng phải đúng là những tỳ kheo già hay sao? Có thể nói, sự phá hoại từ bên trong là sự phá hoại nguy hiểm nhất. Những người khoác áo Phật gia
Nhưng không chân tu đã làm diện mạo Phật Pháp bị hoen ố, khó lý giải và trở thành dị đoan trong mắt người đời. Đó là tội ác, cũng là sự phá hủy con đường mà Phật Đà lưu lại cho thế nhân. Chùa chiền hiện nay đã biến thành nơi của kẻ buôn bán đầu cơ. Chúng sinh tham tiền tài vật chất, không tu đức chân chính. Tăng ni trong chùa đã có những kẻ vô đạo mà còn dâm dục phóng túng. Lại cũng có những người trở thành thầy tu mà không chân tu, nhưng tự cao tự đại, hám danh tiếng mà làm ra những trò giả dối. Giữa các pháp môn khác nhau cũng có đấu đá, nói xấu, đặt điều, thậm chí vu khống. Giữa những môn phái cùng thuộc Phật giáo cũng chẳng tha. Đó là điều mà người tu luyện làm được sao? Thế sự vạn biến, thật giả khó lường. Cái giả, cái tà, cái ác sẽ mượn danh cái chân, cái chính, cái thiện để lừa dối người ta, mê hoặc dẫn dụ người ta. Như thế phải dùng trí tuệ của Phật Pháp để phân biệt thật giả, chính tà, thiện ác. Bám chắc vào Pháp chứ không chạy theo số đông, không nghe theo danh tiếng người thầy nào đó hay danh tiếng môn phái nào đó. Như vậy mới không bị mê lạc vào con đường tà mà ma vương đã sắp đặt sẵn. Thế nhưng trong Phật thuyết Pháp diệt tận cũng có ghi chép lại lời của Đức Phật: khi Pháp ta diệt, ví như đèn dầu sắp tắt, ánh sáng lóe lên, sau đó liền diệt. Khi Pháp ta diệt, cũng như đèn tắt, khó mà tránh được, đến như sau đó mấy nghìn vạn năm. Khi Di Lặc hạ thế làm Phật, thiên hạ thái bình, độc khí toàn tiêu. Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói đến một cứu cánh cho toàn nhân loại ngày nay. Đó là khi chuyển luân Thánh Vương trên thiên thượng, gọi là Pháp Luân Thánh Vương, cũng xưng là Di Lặc. Một vị Như Lai với thần thông tối quảng đại, năng lượng lớn nhất trong vũ trụ, rồi sẽ hạ thế truyền pháp độ hết thảy chúng sinh các giới. Xuất phát từ lòng từ bi, Phật Thích Ca Mâu Ni đã đưa thiên cơ trọng yếu này vào các sự ngôn minh sát, lấy đó khải thị người đời sau phải sáng suốt để tự cứu, thoát khỏi kiếp nạn và hướng về kỷ nguyên mới của lịch sử. Mong rằng những ai hữu duyên có thể tìm và đắc được cơ duyên vạn cổ để có thể giải thoát chính mình này. Khi cơ hội đến, hãy nắm bắt, đừng bỏ qua. Quý vị vừa nghe xong dự ngôn của Phật Thích Ca Mâu Ni về thời kỳ mạt Pháp. Vậy quý vị có suy ngẫm gì về những dự ngôn trên? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để mọi người được biết nhé. Chúc bình an đến với tất cả mọi người. Còn bây giờ, mình Đức xin chào và hẹn gặp lại.